Và chuyển qua thêm một bản tin xã hội đến từ Trung Quốc, dùng xe hơi làm quan tài để chôn người mê xe. Thưa quý vị, một người đàn ông ở miền Bắc Trung Quốc đã được chôn cất trong xe hơi thay vì quan tài thông thường theo ý nguyện của ông. Người đàn ông đam mê xe hơi tên là Ki, đến từ thành phố Bảo Định, tỉnh Hà Bắc, Trung Quốc, đã yêu cầu các thành viên trong gia đình của mình chôn cất ông trong chiếc xe hiệu Hyundai Sonata khi mà ông qua đời. Và trong đoạn video đăng tải trên mạng xã hội thì thấy cảnh là chiếc xe màu bạc chứa thi thể của ông Ki đã được cần cẩu từ từ hạ xuống huyệt, có kích cỡ lớn hơn bình thường. Và đoạn video cho tới nay thu hút được cả triệu lượt xem. Thì thưa quý vị và thưa anh Khắc Hành, có lời nói đùa là tôi thích máy bay, như vậy không lẽ là tôi phải để lại di chúc nói là được chôn trong một cái chiếc máy bay F-16 hay sao? Thì bản tin này theo bức chấm thấy thì có lẽ là cho thấy câu nói là khi chết thì đâu ai mang được gì, nó cũng không có đúng lắm. Bằng cớ là ông này đã chết mà còn cố mang theo cả xe hơi Hoa Kỳ, hay là đây phải nói là xe hơi Hàn Quốc. Bích Trâm thì nghĩ là dường như là cái suy nghĩ cũng như là lệ thuộc vào của cải vật chất của ông này, đến chết cũng không muốn buông. Nó cũng hơi giống những cái vị vua thời xã hội phong kiến, khi mà chết thì đòi chôn theo cả các bà hoàng hậu, cung phi, mỹ nữ, hay là vàng bạc châu báu. Tại sao mà không để lại, ông Ki này sao không để lại chiếc xe đó cho con cháu hưởng, còn có ích, mà lại đi chôn theo mình thì đâu có được cái gì. Trong khi cái điều ông ta nên làm, với trong nghĩ là chuẩn bị về về vấn đề tâm linh, chuẩn bị tinh thần cho nó thanh thản để mà đi bộ qua bên thế giới bên kia, đi bộ tay không một cách nhẹ nhàng. Chứ mà vác cả một cái chiếc xe to đùng như vậy thì cồng cành quá, nặng nề quá. Thì anh Khắc Hành nghĩ sao về ý nguyện này của người quá cố thôi? Nó cồng cành quá mà nó không có giá trị. Ví dụ như chôn theo cái Mercedes thì nó còn nói. Chứ chọn cái Hyundai thì nó uổng công quá này. Cũng tàng tàng thôi. Hay là cái ông này ông nghĩ rằng là thà là Hyundai nhưng mà nó là xe thật, còn hơn Mercedes Rolls Royce người ta hay đốt nó là xe giấy, không có giá trị. Nhưng mà không hiểu là cái ông này đó, ông tên là Ki nhưng mà không biết là ông họ gì, có phải là họ Mã của con cháu của Mã Viện hay không? Bởi vì Mã Viện đã dạy con cháu một qua một cái câu thành ngữ rất là nổi tiếng, là mà cho tới giờ này người ta cũng hay nói lắm đó, đó là cái câu mà gọi là da ngựa bọc thây đó, mã cách khỏa thi đó. Thì ông Mã Viện thì ông dĩ nhiên là ông là ông tướng, người Trung Quốc coi ông là ông tướng tài đó. Thì hồi xưa ông cũng đã quan niệm rằng đã là tướng thì phải là chết ở trên sa trường đó. Lấy ngay cái da của con ngựa của mình cưỡi nó bọc mình. Chứ còn chết ở trên giường trong vòng tay vợ con thì không phải là tướng. Thành ra có lẽ là giờ cái ông con cháu Mã Viện này đó, mê xe thì lấy ngay cái xe bọc thân mình, coi như là xa cách khỏa thi cho nó đúng cái tiền bối. Thì mình cũng không hiểu thôi, nhưng mà có lẽ đây cũng là một cái người mà coi như là cũng có một cái suy nghĩ giống như tổ tiên mình ngày xưa đó. Mình phải nói là trong cái lãnh vực mà gọi là tin tưởng và tâm linh, nó có nhiều cái mà từ ngàn xưa tới giờ người ta vẫn không thay đổi. Hồi xưa vua chúa mà tin rằng là trong cái thế giới bên kia người ta cũng cứ sinh hoạt như là dương thế này thì là cái chuyện đó đã thường. Thế mà ngày nay coi như thế kỷ thứ 21, 22 rồi đó mà vẫn cũng có nhiều người nghĩ như vua chúa ngày xưa đó đấy. Mà cái ông này là cái ông mà chúng ta thấy rõ ràng là mang tư tưởng như vậy đấy. Ông nghĩ rằng là về thế giới bên kia thì ông cũng có cơ hội ông lái xe. Ông đem cái xe của ông yêu thích. Mà kỳ lạ một cái là người nhà thì lại chiều theo cái nguyện vọng đó. Không hiểu là người ta yêu người chết hay là người ta nhìn có một cái khía cạnh khác. Bởi vì nhiều người phải nói như thế này, nói là nhiều người đàn ông mà mê xe như còn như là hơn yêu vợ, như yêu vợ vậy đó. Thành ra cái ông này mà ông lẽ ra ông có một cái cơ hội để vợ coi như cung cấp những Mercedes Rolls Royce bằng giấy thì ông cứ lại nhất định phải gắn bó với bà vợ cũ là cái chiếc Hyundai này. Thành ra là có lẽ bà vợ cảm động quá mới chôn theo. Chứ còn nhiều bà vợ khác đâu có dễ gì mà thực hiện cái nguyện vọng đó. Thành ra mới có một cái câu chuyện là có một cái ông triệu phú đó. Ông đó qua đời thì vợ ông tống tán xong xuôi rồi thì những cái người quen biết của ông mới xúm lại gọi là chất vấn cái bà quá.
hỏi rằng là khi sống, khi mà hấp bối, ông đã coi như ông đã căn dặn là phải đem vòng vàng trang sức riêng của ông rất là quý giá kèm với cái xe Mercedes S500 đó chôn cho ông, mà tại sao bà lại bà không làm theo nguyện vọng người chết? Thì bà vợ bà khóc lóc, bà giải thích nói có tôi làm rồi, nhưng mà tôi quy định nó thành đô la, tôi viết cho ông cái chết rồi mà. Bà này khôn quá. Cũng là thỏa mãn nguyện vọng. Và bản tin vừa rồi đã kết thúc. Và điểm tin trong tuần, Khắc Hành và Bích Trâm kính chào quý vị, kính chúc quý vị ngày bình an hạnh phúc. Xin chào tạm biệt.